Bên trong là Hải Yến, căng ngang đi. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 thì đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị khán giả. Chúng ta ra sân với bộ trang phục truyền thống áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Tốc độ và sự lắt léo của Bích Thủy tuyệt vời. Thúy Nga, Dương Thị Vân, Hoàng Thị Loan. Không được. Hoạt bóng rất tốt. Đường truyền cho Huỳnh Như, hay quá Huỳnh Như. Bàn cao cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là pha phối hợp của hai cầu thủ đã vượt ngoài đẳng cấp của Đông Nam Á, Quyết Dung và Huỳnh Như. Hãy cùng xem lại đường truyền Như đặt dành cho Huỳnh Như. Tình huống không chia bóng bằng chân phải và một cú đệm lòng tuyệt vời, rất nhẹ nhàng, tinh tế. Đó là đẳng cấp của Huỳnh Như. Tôi đã nói tới những pha xử lý của tiền đạo áo số 9. Ngay sau đó, Tuyết Dung và Huỳnh Như đã tỏa sáng. Đường truyền của Bích Thùy cho Tuyết Dung. Một cầu thủ có kỹ thuật tuyệt vời và khả năng chơi tốt cả hai chân, Tuyết Dung. Huỳnh Như. Trọng biên, Huỳnh Như. Vẫn là Huỳnh Như. Hai cầu thủ đội bạn theo kèm nhưng không nổi với Huỳnh Như. Đánh đầu. Kim Malatun, một cựu binh của đội tuyển nữ Việt Nam rất kỳ cựu. Trận đấu đầu tiên với đội tuyển Iran, đội bóng bị đánh giá là yếu hơn rất nhiều. Và điều đó đã dẫn tới khá nhiều những lo ngại về đội tuyển Myanmar ở giải lần này. Nhưng họ đã dập tắt những lo ngại đó bằng chiến thắng trong trận ra quân trước Philippines. Một tình huống kéo người và đẩy ngã hết sức lộ liễu của sơ đồ 3 trung vệ với hai hậu vệ biên. Tuyết Dung. Bên trong có Bích Thùy. Xâm nhập vòng cấm, Tuyết Dung. Quỳnh Như. Bích Thùy. Tuyết Dung. Bích Thùy. Đường truyền của Dương Thị Vân. Bóng đến chân của Huỳnh Như nhưng không được. Việt Hoàng Quỳnh thì năm nay đã chia tay với đội tuyển nữ Việt Nam để đón niềm vui, chuẩn bị chào đón em bé thứ hai. Nên Hoàng Quỳnh có lẽ là tạm chia tay. Rất có thể trong tương lai thì Hoàng Quỳnh sẽ quay trở lại với màu áo đội tuyển quốc gia. Chúng ta cần rất cẩn trọng trong những tình huống như thế này. Nguy hiểm quá. Trời ơi. Như vậy là chúng ta đã nhận bàn thua rồi. Mắc lỗi của Thủy. Đó là một bàn thua hết sức đáng tiếc. Nguy hiểm quá. Diễm My. Diễm My đã thi đấu quá hay ở tình huống. Họ đã nắm bắt được lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam và đang thể hiện một bộ mặt cực kỳ khó chịu. Chúng ta đang phải đối diện với những thách thức thực sự. Bích Thùy, Thái Thị Thảo. Không thiếu những tình huống mà Tuyết Dung đã ghi bàn từ chấm phạt góc. Tuyết Dung đánh đầu. Một quả phạt góc nữa cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta có nhiều phương án để đá phạt góc. Và đó sẽ là bất lợi cho chúng ta. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ bố trí Huỳnh Như là tiền đạo duy nhất, cũng cho thấy sự thận trọng của ông ở trận đấu này.
rất nguy hiểm. Rất may. Thoát tim với những tình huống để mất bóng như vậy. Vừa rồi là lỗi của Diễm My. Tuyết Dung. Quý Âm! Không vào! Bóng đã lập bập trôi qua chiếc khung thành của thủ môn Miomia Mia Niin. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này, không có một cầu thủ áo đỏ nào có thể băng vào. Theng Y Tun, Thanh Nhã khả năng giải quyết trận đấu cũng như cái duyên làm bàn của Hải Yến sẽ được phát huy những phút cuối cùng của trận đấu. Thái Thị Thảo, Thùy Trang, lỗi của Nò Tết Tên Quài với Thùy. Những đường truyền ngày hôm nay của Thúy Nga thực sự là có độ chính xác không cao. Nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn tin tưởng để Thúy Nga thi đấu cho tới thời điểm này. Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn. Và huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn ổn định bộ khung ở hàng trung vệ. Hải Yến. Vạn Sự. Lỗi rồi. Thái Thị Thảo. Thu Thảo. Thanh Nhã. Hay quá, Thái Thị Thảo cướp được bóng rồi. Phản công cho đội tuyển nữ Việt Nam, Thùy Trang. Bên trong là Hải Yến, căng ngang đi. Đó là dấu chấm hết cho những hy vọng của Biên Ba. Kinh nghiệm của Thùy Trang đã lên tiếng. Tuyệt vời, không còn gì để nói. Đó là một bàn thắng mang đẳng cấp của tiền vệ Trần Thị Thùy Trang. Đó là một bàn thắng ở tuổi 35. Xem trọn vẹn SEA Games 32 trên Facebook, YouTube, TikTok, Netsport.